Chào bạn, thì ở video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái dự án Everest, một cái dự án công nghệ tài chính nâng cao nhân loại. Thì ở cái video này mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn về cái lộ trình phát triển của cái dự án này. Thì đây là cái roadmap của dự án này. Vào năm 2016 thì nó bắt đầu phát triển cái khái niệm về cái Everest, và đến tháng 6 năm 2016 thì nó thành lập cái Everest này. Đến tháng 6 năm 2017 thì phát triển cái Food of Concept bắt đầu. Thì đến tháng giêng năm 2018 thì nó thoát cái chế độ ẩn hiện chứng minh cái Fruit of Concept. Đến tháng 3 thì nó tham gia cái chương trình tăng tốc của cơ quan Liên Hợp Quốc. Đến tháng 6 là bắt đầu cái White Paper và dự án bắt đầu được công bố này. Đến tháng 7 năm 2018 thì bắt đầu cái test net trực tiếp và cái token tạo token này ID cộng Wallet the App Blockchain. Đến tháng 10 năm 2018 thì Everest 1.0 phát trực tiếp và cái token ID cộng cái Wallet the App và cái blockchain bảng dashboard dành cho cái quản trị viên và API. Và cái tháng 12 thì hoàn thành cái mục tiêu nền tảng Identity Network INF. Đến tháng 3 năm 2019 thì Everest 2.0 cái ví tiền đa tích hợp API. Và đến tháng 6 năm 2019 thì nó cái Everest 3.0 cải tiến tốc độ blockchain và cái cơ sở hạ tầng hợp đồng mạng thông minh và có sẵn cho các đối tác. Đến tháng 10 thì Everest 4.0 giấy phép chuyển tiền vào ngân hàng và cả SDK có sẵn này. Và cả phần tiếp theo là Everest sẽ tiếp tục được tiến hóa và phát triển sau mỗi giai đoạn. Thì đó là cái lộ trình phát triển của cái dự án Everest. Thì các bạn có thể truy cập vào cái everest.org để đăng ký mua ICO cũng như là tìm hiểu cái thông tin về dự án này. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.